Ông gia bảo đấu sản khoái tế của ông gia có biệt hiệu là Kim Xà Lan Quân, thật ra là ai vậy? Mấy năm gần đây lão phu mới nghe nói chuyện của người này. Theo giang hồ đồn rằng tính tình của người này rất là lạnh nhạt, vừa chính vừa tà, còn lai lịch xuất thân của y thì hình như không ai biết. Giảng bối nghe nói vị quái kiệt võ lâm này từng có mối thù sâu nặng với nhà họ Ôn mà. Vậy thì đúng là chuyện đời khó đoán. Đường đường là một Ôn gia bảo mà lại chấp thuận cho kẻ thù làm tiểu tế. Hồn yến thì không có, tự nhiên cái làm tiệc đại thắng. Hắn đã có tên nghiệp chủng với con tiện tỳ đó rồi. Hạ Tuyết Nghi, ta không cho người được sống yên thân đâu. Chúc mừng. Chà, đứa nhỏ nè, đẹp dễ quá. Dễ thương thiệt nha. Phải rồi, nè, có dễ thương không dễ vậy? Dễ thương quá. Hôm nay, được các vị nể mặt đến đây. Anh em họ Ôn chúng tôi, mời các vị một chung cát. Cát. Ai, Ôn lão đại, ông khá sao quá. Đã tìm được thành Long khoái tế, chắc chắn mai này sẽ như hổ thêm cánh, từ nay cả vùng Giang Nam đều là thiên hạ của Ôn gia bảo rồi. Mong là như vậy, nhưng mà năm anh em họ Ôn chúng tôi già rồi, cũng như câu sông Trường Giang sống sau vào sống trước, lớp người mới thay lớp người cũ. Hôm nay năm anh em họ Ôn chúng tôi rửa tay gác kiếp, từ nay tất cả những ân oán thị phi trong giang hồ cũng không liên quan đến anh em chúng tôi. Còn chuyện đời sau dương danh lập vạn thế nào là chuyện của chúng. Nếu như các vị nể mặt thì xin hãy ra tay giúp đỡ. Năm anh em họ Ôn nhân tiện cảm ơn trước cả chung. Cả chung. Đại ca, hôm nay nhộn nhịp lắm phải không? Năm thúc bá của muội cũng có địa vị trong giang hồ. Đại ca, rửa tay gác kiếm có phải nhất định dùng thau vàng đổ nước vào rửa tay hay không? Huynh cũng không biết, lát nữa muội sẽ biết ngay. Huynh thấy không, Kim Xà Lan Quân này là một nhân tài, cùng với tiểu thư họ Ôn đúng là trai tài gái sắc. Phải rồi, nó là xứng đôi vừa lứa, y như là thần tiên giáng trần. Các ngươi chỉ biết lo chúc mừng Ôn gia ngũ lão rửa tay gác kiếm, một huynh chúc mừng con của Kim Xà Lan Quân thiếu sót đáng trách, đúng là khốn kiếp. Vị đạo trưởng này là Bần đạo là trưởng môn Thiết Kiếm môn Ngọc Chân Tử. Ủa, trưởng môn Thiết Kiếm môn không phải là một tăng đạo nhân hay sao? Biết thành ông hồi nào vậy? Đó là chuyện của Bần đạo và Thiết Kiếm môn. Hôm nay ta đến chủ yếu là muốn đòi lại một thứ với tiểu tế của các ông. Hạ Tuyết Nghi, hôn hồn thì giao trả bản đồ kho báu ra đây, bằng không đừng trách Bần đạo không nương tình. Hữu danh ngươi tự xưng là trưởng môn Thiết Kiếm, lại đầu quân Thanh Cẩu. Lần trước ngươi đã bại trong tay ta, bây giờ còn tới đây để bêu xấu. Họ Hạ kia, lần trước ngươi chỉ nhờ có thanh kiếm, may mắn hơn Bần đạo một chiêu. Hôm nay đã có Kim Xà kiếm của ngươi lợi hại, hãy kỳ Thiết Kiếm của ta lợi hại đi. Đúng ra ta đã hứa với vợ ta, sau khi con ta đầy tháng, ta không màng đến chuyện giang hồ nữa. Nhưng mà ngươi đã tự nộp mạng, ta cũng muốn ra tay trừng trị tên vô sĩ này trước mặt con ta. Thank you.
Tào trưởng, hôm nay là ngày năm anh em họ Ôn chúng tôi tiến hành rửa tay gác kiếp. Không dám tới đây làm loạn. Có phải cố tình đối chọi với Ôn gia bảo chúng tôi không? Ngọc Chân Tử, rõ ràng lúc nãy người đã bại dưới kiếm của Kim Xà Lan Quân. Nếu người vẫn không biết điều thì đừng trách anh em ta không khách sáo nghe chưa. Họ Hạ kia, người ỷ họ Ôn người đông thế mạnh, thắng mà không hay, hẹn ngày tái ngộ. Hà Hồng Dược, người tình của cô đã có vợ hiền, sinh được con ngoan. Hôm nay cô tới chúc mừng họ sao? Thì ra là Hà Hồng Dược của Ngũ Độc Giáo à? Cô vì muốn tìm Hạ Tuyết Nghi, có lần đã giao đấu với Lão Phu rồi. Nhưng mà không ngờ cuối cùng cô cũng tìm tới đây. Hạ Tuyết Nghi, ngươi biết sợ rồi sao? Ngươi sợ ta giết hại vợ con ngươi à? Tôi đã nói với cô, cả đời tôi chỉ yêu một mình Ôn Nghi thôi. Ngươi nghĩ Hà Hồng Dực này là ai đi? Hễ cần thì đến, hễ không cần thì đi. Thế chân này đâu có chuyện dễ như vậy chứ. Tại ngươi vong tình bội nghĩa với ta trước. Ngươi đừng trách ta nhẫn tâm vô tình với ngươi. Tôi không cho cô hại vợ tôi. Yêu nữ, ta không cần biết ngươi có quan hệ gì với Kim Xà Lão Quân. Hôm nay ngoại trừ tổ chức tiệc đầy thác, còn là ngày năm anh em ta tiến hành rửa tay gác kiếm. Ta không để ai quấy rối ở đây. Quả nhiên là người trong nhà. Hạ Tuyết Nghi, hôm nay ngươi nên giết ta đi. Bằng không ta sẽ không để cho ngươi và con tiện tỳ này được sống yên thương đâu. Vậy thì dứt khoát kết liễu nó, tránh gặp tai họa khó lường. Tôi không giết cô. Cô đi đi. Hôm nay ngươi không giết ta, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Nghi, hôm nay huynh vui lắm. Sao vậy? Hình như muội có vẻ buồn. Đâu có, muội nghĩ vài hôm nữa phải rời khỏi nơi này rồi, cảm thấy luyến tiếc thôi mà. Muội yên tâm, huynh hứa với muội, từ nay hàng năm huynh sẽ đưa muội về đây một lần, để muội được thăm mẹ và Tiểu Thiên, chịu không? Hay lắm. Đại ca, mẹ có mang trà sâm tới đây cho huynh giải rượu đó, huynh uống đi. Cho huynh ẩm thanh thanh đi. Đại ca, huynh không sao chứ? Muội đã hạ độc chung trà sâm. Mới không có, mới không có thật mà. Đại ca, mới sao gì? Tôi thật không ngờ cô lại hại tôi. Mới không có, mới không tin muội. Nếu muội tẩm độc trong trà sâm này, muội sẽ cùng chết với huynh. Nửa đêm nửa hôm, người đưa con Nghi đi đâu vậy? Ta đã nói, hãy làm xong đầy tháng, ta sẽ đưa vợ rời khỏi Ung Gia Bảo. Ác tặc Kim Xà, ngươi còn muốn chối cãi à? Ngươi đã trúng mật túy tiêu của họ Ôn ta, ngươi còn có thể đi đâu được chứ? Cha, tại sao cha lại làm như vậy chứ? Đại ca đã bỏ qua hận thù này rồi, tại sao cha lại còn làm như vậy? Cha muốn gì ở tụi con đi? Muốn gì? Mật túy tiên có thể là bất lực, bủng rủng, nhưng mà vậy, nếu ngươi chịu giao tấm bản đồ ra thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Thì ra các ngươi tích tụ hận thù cũng vì tấm bản đồ. Nhưng mà đáng tiếc, thực tế tấm bản đồ không nằm trong tay ta. Được, sắp chết tới nơi mà còn bay nhiều trò.
Ngươi đừng trách họ Ôn ta nhẫn tâm độc ác. Cha, con van xin cha, cha buông tha đại ca đi mà. Con xin cha buông tha cho tụi con đi mà. Buông tha đại ca đi cha, cha. Tên ác tặc đã bị độc phát, ta nghĩ hắn không cầm cự được lâu. Lên! Mụi xin đừng nỉ bá mụi đi bà. Mụi đang nỉ quên bà, đó là tính công của mụi. Mụi không có thể phá mụi ra được. Mụi ở đây đi chồng ơi. Chính ca, chính ca, mụi giang xin quên bà. Quên bà tìm cách giùm mụi có tính công của mụi đi mà. Không phải Quỳnh không cứu hắn. Nếu mà hắn chịu giao tấm bản đồ kho báu này ra thì Quỳnh sẽ cứu hắn liền. Bảo đảm hắn sẽ cắt nhân thiên tướng tay chân lành lặn. Đại ca tính tình ngạo mạn, lại hay thằng thân, ý không khôn phục đâu. Ờ, vậy thì đúng là thằng tiên khó cứu à. Thank you.